Vâng, sau ngày 1 tháng 8, khi số lượng xe đổ về làn thu phí không dừng ETC tăng cao, nhiều trạm thu phí đã xuất hiện tình trạng các barrier không mở được, khiến các phương tiện gặp khó khăn trong lúc di chuyển. Nhiều trường hợp barrier còn đóng xuống bất ngờ gây va chạm hư hỏng xe nữa. trước vấn đề này, thì liên quan đến việc bù thiệt hại, sửa chữa xe sau va chạm với thanh chắn barrier được nhiều chủ phương tiện quan tâm. Liên quan đến việc các barrier của các trạm thu phí không dừng ETC đóng lại, dẫn đến va chạm vào đầu xe gây hư hỏng. Đại diện một công ty bảo hiểm cho biết, chủ xe sẽ được bảo hiểm thanh toán ứng trước tiền sửa chữa nếu xe đã mua bảo hiểm vật chất. Sau đó đơn vị vận hành thu phí sẽ chi trả bù lại cho doanh nghiệp bảo hiểm theo nguyên tắc thế quyền. Trường hợp mà barrier chưa mở nhưng chủ phương tiện vẫn điều khiển xe vận tốc bình thường, nếu xảy ra va chạm, bảo hiểm vẫn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Nhưng nếu xe đang qua trạm thu phí nhưng barrier lại bất ngờ đóng lại xuống, dẫn đến hư hỏng thì rõ ràng đơn vị chịu trách nhiệm là cơ quan vận hành barrier. Và để tránh xảy ra va chạm với barrier gây thiệt hại về xe thì VTC khuyến cáo khi mà phương tiện đi qua trạm thu phí không dừng nên đảm bảo vận tốc chỉ ở khoảng 30 km/h, tránh tình trạng chạy nối đuôi gây khó khăn cho việc đọc thẻ. Khoảng cách giữa hai xe nên duy trì từ 3m đến 5m để đảm bảo an toàn. Ngoài ra thì để đảm bảo thẻ ETC vẫn còn đủ tiền để hoàn thành tuyến đường cao tốc thì người điều khiển phương tiện được khuyên cần kiểm tra số dư thẻ ETC từ ứng dụng trước khi vào cổng thu phí. Và hiện nay cả hai ứng dụng từ doanh nghiệp là VDTC hay là VETC đều có tính năng thông báo khi mà số dư thẻ dưới 100.000 đồng để giúp người dùng kịp thời nắm bắt tình trạng số dư ở trong thẻ ETC.